em búp bê thân yêu của chị ơi. Chị yêu các em lắm luôn ý. Ngồi đây, rồi chị bốc kẹo cho các em ăn nhá. Chị ăn một mình đây, chị không cho các em ăn đâu. Con lấy kẹo của em để ăn. Dạ thưa gì, con có lấy đâu ạ. Đây là kẹo của em cho con ăn. Em cho con ăn mà em phải gọi gì à? Theo gì suy nghĩ thì... Mẹ ơi, chị Tàu Xanh ăn kẹo của con. Đấy, như gì suy nghĩ đấy. Dạ thưa gì, dì hiểu lầm con rồi. Không phải thế đâu ạ. Con đang dọn dẹp trong phòng thì con ra xin em một viên kẹo rồi em cho con. Chị đừng có mà nói dối nữa, làm gì có ai cho chị nửa viên kẹo bé tí thế kia, đúng không hả mẹ? Ừ đúng thế. Thôi con đi ra ngoài kia ngồi ăn đi, kẹo ở đây á chị ăn hết của con đấy. Đi mẹ con mình đi thôi. Bố mua cho mình phải mang ra ăn ngay thôi. Mẹ ơi, con để búp bê quên trong phòng, mẹ vào lấy cùng con đi. Ừ, để mẹ đưa con gái yêu của mẹ vào lấy nhá. Con đi vào đây với mẹ. Táo Xanh con yêu ơi, bây giờ ba mẹ con mình cùng chơi trò đố vui đi, xem con với đâu đậu, ai thông minh hơn. Vâng ạ, hôm nay dì chơi với con là con vui lắm rồi. Được, bây giờ dì sẽ đưa ra một câu đố, nếu hai chị em ai trả lời đúng sẽ được kẹo của người kia. Ok baby. Vâng ạ. Được rồi, bây giờ đồ đạo, con hãy đi vào chỗ ngồi cùng chị Táo Xanh đi. Vâng. Mình sẽ nghĩ ra một câu hỏi thật là khó. Câu hỏi gì bây giờ nhỉ? À, có rồi. Bây giờ, dì sẽ đố hai con. Đồ đạo, sinh năm bao nhiêu và năm nay bao nhiêu tuổi và là năm con gì? Dì đố như thế, kiểu gì em đậu đậu cũng trả lời được. Đậu đậu giơ tay trước, mời đậu đậu trả lời. Mẹ ơi, con sinh năm bao nhiêu, con bao nhiêu tuổi và sinh năm con gì ạ? À? Ôi trời ơi, năm của mình còn không biết. Con biết rồi. Mẹ ơi, con 10 tuổi, sinh năm con chó ạ? À? Ôi giời ơi, con tôi, năm sinh của mình là năm con gì, con trả lời sai nữa. Dạ thưa gì, con biết ạ. Ừ, mời con. Dạ thưa gì, em đậu đậu sinh năm 2009, năm nay 10 tuổi và là năm con trâu gì ạ? Táo Xanh trả lời đúng rồi. Thôi, đậu đậu, đưa kẹo cho Táo Xanh đi. Ok mẹ. Thôi, con đưa đi. Hôm nào mẹ mua cho cái khác. Đấy,
của chị đấy. Thôi, hai chị em mình cùng nhau ăn kẹo nhá. Thật nhá, chị chia cho em đi. Ừ. Ôi, tôi xấu hổ quá. Tôi đi học cho đã mày đấy. Học hành chán thật. Thế thì làm sao ra được trường? Ra được hết. Cậu cố gắng mà học đi. Alo. Ừ. Đi luôn. Đây này này này. Các cậu đi học nhá. Tôi đi công việc này. Cậu mà đi công việc cái gì, đi chơi ấy. Chơi nào? Đi công việc này. Thế nhá. Mình đi học đi. Đi học đi. Ngồi đấy đợi anh. À, ờ, chỉ có đợi tí. Ai hốt mà. Không hiểu sao, tớ làm bài như thế rồi mà được có mỗi 9 điểm. Được 9 điểm rồi, còn kêu gì nữa? Tớ đây nhá, tớ đã làm hết sạch sành xanh rồi, không thiếu một câu nào. Thế mà được có 5 điểm. Cậu làm hết nhưng mà quan trọng cậu có đúng hay không chứ. Đi về đi. Rút đi, rút đi. Nói qua đi, tớ coi mất. Ơ, lên đâu kìa. Ơ, lên sau. Sao cậu lại ngồi ở đây? Tớ đợi hai cậu đấy. Mà hai cậu làm gì mà về muộn ấy? Tại cậu ấy, đáng lẽ hôm nay là đến cậu trực nhật ấy, thế mà cậu lại bỏ học, cuối cùng bọn tớ phải dọn thay ấy. Mấy khi à, mà này đâu đâu này, anh thành áo của cậu ấy đang chuyện tủ với quán ấy. À, sao cậu biết? Ừ, tớ vừa ở quán điện tử mà, dù anh Thành về mà anh không chịu về, cứ ngồi lì ở đấy rồi. Ơ, à, thế có anh Trung nhật tớ ở đấy không? Anh Trung á? Không, chả thấy mặt mũi đâu. À mà đêm vô ơi, tớ với cậu đi ra quán điện tử bắt anh Thành đi. Đi luôn. Học thì không học, suốt ngày chơi điện tử thôi. Ờ à, đúng rồi đấy. Mà lại còn suốt ngày rủ dê tớ nữa. Nào, đang muốn đi học lại phải đi chơi. Cậu mà không muốn ấy thì ai bắt cậu được. Muốn đi chơi lại còn phải đặt chấm học. Thôi cậu đi về đi. Để tớ với cả đồ đầu cũng đi kiếm anh Thành. Đúng rồi đấy, cậu đi về đi. Tớ đi tìm anh Thành nhà tớ đây. Nhanh lên. Ơ, thế các cậu bỏ rơi tớ à? Ai hốt mà. Cứ nhìn đi. Thế anh ngồi làm gì? Tao hỏi cho vui thôi. Thế nhưng mà các anh là ai? Sao các anh lại bắt em? Tao là ai? Mày không cần biết. Tao thích thì tao bắt đấy. Ơ ừ, hay nhỉ? Thế anh biết em là ai không? Thế con Hà Tiêu đúng không? Đúng rồi, sao anh biết? À tao là anh này. À, tao là bạn anh này. Cái gì tao chẳng biết. À, anh là bạn anh Trung Chuối đúng không? Được rồi, tí em về em anh Trung Chuối. Nền nay đi. Cô dần nền nay đi. Ui giời, tao sợ anh mày quá cơ. Tao công nhận một điều nó đẹp trai thật, anh võ. Nhưng á, tao không sợ nó. Không, nếu mà biết võ thì đúng rồi. Nhưng mà anh không đẹp trai đâu. Anh vừa xấu trai, lại vừa xấu tính nữa. Suốt ngày bắt nạt em thôi.
đúng rồi đấy, thằng đấy xấu trai lắm. Đúng rồi đấy, em cũng thấy anh ấy xấu trai đúng không? Đã xấu trai, xấu tính, lại còn bẩn nữa cơ. Anh ơi, thế nhà anh ở đâu? Ồ, mày vào nhà anh mấy lần, mày nhớ à? Ơ, em đã từng vào nhà anh rồi à? Ờ, đúng rồi. Ơ, thế ra anh bắt em làm gì á? Không định thả em về à? Em còn muốn về à? Im cái mồm mẹ. Thế nhưng mà em đói lắm. Hay là em về em ăn, rồi em lại ra nhá. Ờ, cũng được. Mày về xong, tí mày ra nhá. Ai hốt thì mà. Đứng lại. Ai cho mày về rồi về. Thằng kia, mày làm trò gì đấy? Mày có nhớ mục đích của mình à? Mục đích á? Tao quên. Ngồi đấy. Các anh mà không cho em về ăn cơm là em chết đói. Chị khan ra đây này. Em lau bụng ấm rồi. Em chết ra đây này, chết đây. Thôi đi, mày đừng có diễn nữa. Ở nhà thì đòi giảm cân. À, mà mày nhịn một bữa, mày giảm được 2 cân. Ngoan, nghe anh nhá. Cái gì? Giảm được 2 cân cơ? Thế thôi em nhịn. Liêu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh. Oh. Oh, thế hai anh. Nói to lên, anh trai xấu xa của mày đây. Hai chứ. À, anh Trung ơi, anh đốt nến đi để cho hạt tiêu thổi nến. Ừ. Tôi ăn bánh anh nên rồi còn về nữa. Thôi, mọi người ăn bánh đi. Ê, ừ. Ê, chào đi. Chào đi. Chào đi. Không chào, không chào. Không chào, không chào. Ăn đây nào. Ít ăn bánh đi á. Ăn mì con. Ngon. Ngon chưa? Ăn này ngon à? Đó phải cắt. Hôm đấy, chép bài y hệt của táo xanh.
được điểm cao rồi. Đậu đậu, em cho tự đi để cô vào đọc điểm. Đó đó, 7 điểm. Là lớp trưởng mà được có mỗi 7 điểm, chả làm gương gì cả. Cố lên nhá. Lớp trưởng mà có mỗi 7 điểm chắc chắn sẽ thua mình rồi. Tiếp theo, Tao Xanh, 9 điểm. Wow. Hả? Cái gì? Sao được có mỗi 9 điểm? Tiếp theo nào. Đậu đậu. Ôi trời ơi. 2 điểm. Không được rồi, không được rồi. Cái chị này là phái mà phụ huynh. Nhất định phải mời phụ huynh. Học hành gì mà được có mỗi 2 điểm. Em ngồi cạnh Táo Xanh như thế mà không học hỏi được gì à? Một cái phòng bí mật.
ở đây. Đấy. Ôi dồi, trời đang nắng, tự nhiên em ngợp nhỉ. Mới đi chợ về ạ. À? Tại sao nhà cửa lại bừa bộn thế này? Mày lại quát nó đúng không? Dạ không ạ. Con đang làm cái nhà này bằng việc cắt tông nhá. Để con trốn ông kẻ e nghe đấy ạ. À. Thế mày nghĩ tao trẻ con như mày ấy à? Dọn ngay đi nhá. Tí tao mà quay lại mà còn bừa bộn thế này, mày đừng có trách. Vừa nãy dì vừa bảo em dọn hết. Bây giờ em dọn cái nhà này đi thì em trốn ở đâu bây giờ? Ừ thì mày dọn mấy cái phút thôi. Còn cái nhà để yên đấy. Mèo bảo cái nhà này của anh. Mày nói thế thì được. Em sẽ dọn hết mấy cái phút này đi. Còn cái nhà này em sẽ để lại. Thôi trốn đi. Thôi nào cũng kẻ mồm kẻ. Lại ông là ai đấy? Ta chính là ông kẻ. Lại là ông kẻ à? Sáng một con nít nhắc ông kẻ mấy lần rồi đấy. Mày là con nhà ai đấy? Bỏ cái mặt ra. Sao nó chạy cái nhà? Bỏ ngay cái mặt ra. Ô thế không phải bạn lạ à? Dì ơi, có chuyện gì đấy ạ? Này, ông kệ đến rồi đấy. Sao cơ? Ông kệ đến rồi à? Thế dì ơi, dì đi xây nhà rồi trốn đi. Xây nhà? May thế, mình chiếm được nhà con Hà Tiêu. Ông nhìn cái gì? Tôi có cái nhà này rồi, từ lâu ông mới vào rồi. Thật chứ. Anh Trung ơi, không xong rồi. Ông kệ đang ra chỗ nhà bìa cắt tông của em. Chắc là mẹ ngồi ở đấy không sao đâu. Nhưng mà cái nhà đấy em xem cũng chưa có cửa nữa. Nhỡ căn nhà này kiên cố lắm, ông không vào ngay đâu. Chúng làm sao được. Đi ra đây, mau ra đây cho ta. Còn lâu ta mới ra, muốn bắt được ta, trừ khi ngươi nhấc được ngôi nhà này lên. Nhấc ngôi nhà lên à? Ý hay. Trời mẹ ơi, nương mẹ, tại sao lại chỉ người ta cách bắt mình nữa chứ? Mở mắt ra đi. Không được, mày là con gái, chứ điếu tay mềm. Mày phải ra, nó bắt cả mày. Nè, để anh. Nhưng mà, thì nhớ anh ra, nó cũng bắt cả anh thì sao? Mày yên tâm, anh có thể bài cơ mà. Anh Trung ơi, cẩn thận nhá. Chị bài không khí, biết. Ừ.
kia á, ông có giỏi, ông với ta, tao kia quyết đấu. Kẻ là ra tao thôi. Cứ từng sợ đứa nào. Được, mày đi. Mà bọn mình mới thoát được ông kẹ đấy. Còn bây giờ thì hẹn các bạn ở tập sau.